Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì giờ này chưa rồi cô chú anh chị, em thấy có một chú là chủ chạy hòm của chú anh chị ơi. Chú này rất là đặc biệt luôn này cô chú anh chị. Đúng rồi hả? Mình đốt trong cái để có quyền không? Dạ con chào chú. Hôm nay mình đưa người xuống đây hả chú? Đưa đi quả tán. Wow, chú có mua bia cho cậu Năm nữa hả chú? Bò cộng hả? Quá quý cả nhà ơi, chú lúc nào cũng có thuốc lá cho cậu Năm. Hôm nay sao chú? Tình hình hôm nay nhang bên kia chú. Để chị đó đây. Ồ, chị đang đốt cho chị hay sao? Mua luôn rồi bạn ơi. Lấy một cây à. Một bên là lô của chú Thanh Tâm, một bên là người lên ra phá quà thả tim đi mọi người ơi. À thì trái hả cây gì đi rồi. Chú đây là của một chạy hàng Thành Phát thì không chú? Thành Phát. Mỗi lần mà chú đi đến đây cô chú anh chị là chú phải thắp hương cho cậu Năm Vũ Linh. Nếu mà không có đi thắp hương mà chạy luôn á thì cảm giác trong lòng nó rất là bức rứt. Thứ hai nữa là chú có cảm giác là nổi da gà của chú anh chị. Và xe của chú giống như có một cái lực chì để nó kéo lại của chú anh chị. Dâu ạ. Năm dâu. Năm dâu. Trời. Cả nhà. Chú nổi da gà hết trơn cả nhà. Rồi. Năm dâu nước nha. Rồi. Từ từ nó mới ấy. Dạ có nghĩa là nổi da gà là biết cậu Năm ha chú. Chính giám. Như mình có cái điện liên quan tới cậu vậy ha. Mỗi lần mình đến mình nổi da gà không chứ đến. Không quay vô đốt nhang rồi mới ấy. Không đốt được giờ. Mình đốt mình mới bị hả chú? À lạ ha. Lần này thì chú đi đến đây thì chú chạy ngang tới hút luôn chú, lần này hút luôn nha. Hút khúc nha, hút khúc nha. Cái khúc này để cho người ta đậu xe ấy. Vậy hả? Từ cái đoạn đường nó lại được à? Dạ. Nó có một cái lực gì mà kéo không là chú? Để là vui lòng không đậu xe ô tô phải không? Dạ. Cho nên là mình đậu rút mình đi. Dạ. Thì chơi bớt lên đang đây được, nhưng mình thấy xem ra nãy có đoạn nào đứng đây nè. Dạ. Nên chú đậu đó đây. Ha. Dạ. Thôi chào anh em hết nha. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi còn cảm ơn chú đến viếng mộ cậu Năm nha. Rồi. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe chú ơi. Dạ. Cả nhà thì đó là chú ở trại hòm Thành Phát của chú anh chị. Chú đây nè, cái logo của chú nè. Cho con quay cái chú. Cái logo của chú nè. Là xe của chú nè, mỗi lần mà đi đến đây á là chú phải ghé thắp nhang đốt thuốc cho cậu Năm Vũ Linh. Mà mỗi lần á là đi ngang đây á là chú nổi da gà nha. Chú nổi da gà của chú anh chị. Chú phải thấp hơn không thôi là có một cái lực gì đó nó chì nó kéo lại cho chú anh chị. Chì nó kéo lại thì làm cho chú cảm giác là không có đi được, không có về được và trong lòng nó bức rứt, nó khó chịu. Bây giờ chú đi rồi cả nhà. Đây là thấy không? Phải nói là một cái hiện tượng tâm linh. Chú hầu như là nếu mà coi trong cái clip của em, cô chú anh chị xem clip của em á thì cô chú anh chị sẽ thấy là chú là không bao giờ đi ngang đây mà chú đi luôn đâu. Chú sẽ ghé mộ cậu Năm cả nhà. Đây bà con cô bác trời nắng bà con cô bác qua bên đây. Rồi đây cái mát của chú anh chị. Ở trong nhà mát thì có một cái nơi gọi là phục vụ nước uống miễn phí. Đề nghị bà con cô bác đi nhẹ nói khẽ ở trong cái nơi bên đây. Cô chú anh chị. Giờ này thì chị Thanh Loan thì chị đi thắp hương của chú anh chị. Đi thắp hương cho chú Thanh Sang. Nửa tiếng nữa là đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì chị? Chờ em chân dài. Chân dài dẹp sạch sẽ hết mấy cái nhang tất cả. À vậy hả? Chờ em chân dài tới hả? Chờ em chân dài tới làm luôn. Chờ vận động viên bóng chuyền tới. Ủa sao mà em thấy chị giờ này đi thắp nhang cho bà cô chú đây ạ? Thắp nhang rồi. Cái bụi cho nó ấm đó, cho nó có khói hương. Có thương khói ha. Hương cho ấm cúng ha. Đúng rồi cái.
nhà mình mà giống như có thờ mà không có nhang khói, cảm thấy nó lạc lạnh không? Lạnh ha. Thà mình không thờ. Bên kia thì phục vụ nước uống nghỉ mát nha cả nhà. Thì thông báo với cô chú anh chị chút xíu nữa thôi là có một bé cao 1m8 xuống. Ôi, nó giống như con của chị nha. Giống nó cả. Con bé đó nó cả tên Mi. Mi. Tiểu Mi. Tiểu Mi Mi. Ủa sao mà cứ ôm cô Lon vậy? Có biết cô Lon là ai không mà cứ ôm cô Lon vậy? Ôi. Hết cái đường về luôn. Cả hai rưỡi ha. Dạ. Cô chú anh chị. Đó, đây là phong cảnh buổi chiều. Buổi trưa. Buổi trưa đây. Anh Toàn thì anh trồng mấy cái cây ở đây cả nhà, anh tưới cây. Đựng cái à, được cái phòng hồng rồi. Tìm quá. Đang ngồi đây trồng rau má mà mình quay cho chị là mình cho chị cái kênh TikTok của mình, chị tặng mình cái bông hồng mới quá đẹp luôn. Coi anh Phi với chị tặng. Rực luôn. Đây đây. Tính ra ngồi đó cũng có chủ đề để nói nha. Đúng rồi. Rất là ý tưởng. Chị gái đây. Hai cây dù và ngồi trong ở dưới bụng của con rồng. Chị gái đây là sống chết ngồi đây á, không nãy giờ không đi 5-6 tiếng rồi đó. Yeah. Ừ. Wow. Là nói chung ra là ngồi đây là để chỉ chồng cho má để sao mày cho anh em đến đây hái rồi má để về sinh tố uống mát để nó đẹp da. Che mát cho cậu cả nhà. Lấy cái dù che mát. Che mát cho cậu nha. Cái cuốn sách là tới bây giờ là chắc chắn rằng một điều là được lấy đi luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đem đi rồi. Cái bông sen thì nặng trên ngực của ba đó. Bông sen thì chưa được dán nha. Bây giờ nóng ghê. Chắc không dán đâu em. Còn có thể tại vì mình còn chăm sóc cái chỗ hoa, chỗ lỗ âm dương chắc không dán. Không dán hả? Nếu mà dán là người ta đã dán luôn rồi, trong khi mà người ta đã nhiễm thu hoàn thành rồi. Ừ. Thì em không biết. Bà con cô bác hỏi sao không dán thì em cũng đâu có biết là đại gì. Người ta nói không dán người nó mắc từ sao? Ai đâu lấy làm có, gì? Đâu có người người ta bảo vệ. Có một cái gì á rất là đẹp luôn nha. Chắc chị nghĩ là bên phía của cô Thanh Kim Huệ cũng không dán, tại có thể dời dời được. Wow. Mà mắt bên đó nó bự, nó nặng. Đúng rồi, em đang nói là bự không mắc đúng không? Nhỏ mắc không? Không, người ta sẽ không lấy này đâu. Ok ha, bà con cô bác đừng lấy nha. Lấy về làm gì đâu. Hoa trang này bông nở đều đẹp quá. Nó hợp luôn á, nó rất là hợp. Sao mà nó nghiêng nữa rồi? Chậu bông chỗ lỗ âm dương là trồng xuống rồi thì qua 2-3 ngày sau là chị Hồng Ngọc lại tặng hai con rồng, hai con rồng lục bình nữa thì thành ra cũng hoa trang nữa. Cho nên là một cái sự là trùng hợp và... Mà em thấy chị đó là chị che cho rồng sợ rồng nắng hay sao? Phải, tại vì ngồi dưới bụng rồng. Rồi bây giờ mình sẽ nè cái chú ở chạy hàng Thành Phát của chú anh chị tặng cho cậu Năm là một lon bò hút nè, thuốc lá nè. Chị đó trồng rau má ha, rau má trồng rau má để mai mốt anh em quay YouTube đến đây mà muốn uống sương tố cho nó mát thì mình cứ nhổ rau má. Chào chị. Mới trồng tiếp tiếp. Ủa chị trồng rau má hả? Ờ chứ không phải là hồi nãy là tại vì anh nói trồng rau má vậy. Hồi nãy là em có kêu gọi. Mọi người ơi, mọi người. Em biết hút con trang nữa hả? Mọi người ơi, bé này ngồi đây nãy giờ luôn có biết ba mẹ bé này đâu không mẹ ngồi. Tại em cũng hút con trang nữa hả? Thì lúc đại biết giờ. Bên đây là mẫu của cô Thanh Phát vậy. Cái chồng vậy hả? Ngồi đó linh luôn. Cái này mà không có trồng rồng luôn. Cái kia là mặt sau của con nó nở cái tài tiêu luôn á tài. Đẹp lắm á cái này nè. Chị mới đem lại. Chị cho em hỏi chuyện câu sau khi chị ngồi dưới đây nãy giờ thì khá là lâu. Chị thấy nó là sao? Mát hả? Ngoài mát thì có gì nữa không chị? Sao mà chị chọn ở chỗ này chị ngồi vậy? Hả? Ngồi kế bên cậu hả? Không chị? Chị chia sẻ em câu ấy. Chị à, chị kêu bà con đăng ký kênh em cái đi em đi. Kêu cô chú ơi đăng ký kênh Tài 66 đi cô chú đi. Đăng ký
lâu mà. Kêu cô chú. Ừ. Thôi em ngồi đây hoài luôn á. Kêu giùm tiếng đi. Mọi người đăng ký cái kênh tại Sáu Sáu đúng không? Ừ. Vậy thôi hả? Sao nó lạc lẽo thì chẳng. Giống như nấu canh mà quên đi muối vậy. Rồi ngồi đó tiếp đi ăn. Lát nữa nếu còn đây nữa quay lại. Chứ đi đâu mà ngồi đây. Ừ. Thôi em xin tạm biệt cô chú anh chị ha. Thì chị gái đây, chị kêu đăng ký mà thấy lạc lẽo quá. Đăng ký cho nó đi. Ừ, đăng ký gì? Đăng ký kênh nặng cho nó đi. Đăng ký cho anh Tài đi hả? Đứng đây làm phiền hoài hả? Rồi em xin chào tạm biệt cô chú ha. Yêu thương em thì cho em xin một đăng ký, một like, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Bye bye cả nhà, tạm biệt. Đăng ký rồi, chứ không có đăng ký.